Nếu bạn thích một món đồ nào đó, hãy cứ mua đi, cho dù mắc một chút xíu cũng được. Trên cuộc đời này, tìm người mình thích đã khó rồi. Chẳng lẽ một món đồ mình thích, mình không thể nào mua được. Nhưng mà nếu bạn tìm được người mình thích, thì cũng chưa chắc họ sẽ thích lại mình. Nhưng mà món đồ bạn thích, chỉ cần bỏ tiền ra thôi.